Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã được ký kết vào ngày 8 tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, những thông tin về hiệp định này vẫn còn khá rộng đối với doanh nghiệp. Trong chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần này, chúng tôi sẽ truyền tải đến quý vị một số thông tin, các cam kết cũng như những lưu ý cho doanh nghiệp về hiệp định này nhằm giúp quý vị có thể nắm bắt được những cơ hội cũng như thách thức mà hiệp định này mang lại để có thể hội nhập thành công. Trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi những phân tích về những lợi ích cũng như thách thức mà hiệp định này mang lại cho doanh nghiệp. Cái lợi lớn nhất mà các doanh nghiệp cũng như các chuyên gia, các nhà quản lý nhận thấy được đó là CPTPP mang lại một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp. Tôi chỉ nói một ví dụ thôi. Khi chúng ta tham gia vào TPP và bây giờ đây là CPTPP đã ký, một cái nước mà cạnh tranh với ngành thủy sản chúng ta tốt đẹp nhất đó là Thái Lan. Họ sẽ nhìn cái thước thị phần mà hiện nay đối với 10 nước trong đối tác của chúng ta trong CPTPP là bao nhiêu ạ? 25% thị phần thủy sản của chúng ta nằm ở 10 nước này. Tức là đang khoảng 1-2 tỷ mốt trong hơn 8 tỷ. Thì chúng tôi hiểu rằng là gì? Đây là những cái khối thị trường cũng giống như các cái hiệp định thương mại trước, nó rất là quan trọng. Khi chúng ta gia nhập và ký kết các hiệp định thương mại cho các thì bằng cách này tỷ lệ xóa bỏ thuế của chúng ta chưa khi nào đạt đến 100% cả. Thế nhưng mà trong hiệp định TPP này thì lần đầu tiên là chúng ta đồng ý giảm giá 100% các dòng và chúng ta có một mức độ mở cửa thị trường nhất định cho 100% các mặt hàng, thậm chí với những mặt hàng rất nhạy cảm của chúng ta, ví dụ như là đường, ví dụ như là lá thuốc lá, thì chúng ta vẫn dành một cái lượng hạn ngạch nhất định. Khi nhập khẩu theo hạn ngạch thì thuế nhập khẩu lần đầu tiên được hạ về 0% với cái lượng hạn ngạch nhập khẩu. CPTPP giúp mở cửa thị trường và do đó sẽ tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Các lĩnh vực ngành hàng được hưởng lợi nhiều nhất và trực tiếp từ hiệp định có thể kể đến như dệt may, da giày, chế biến thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo, thuốc lá, rượu bia. Một số ngành hàng khác không phải không có lợi ích mà còn phụ thuộc rất nhiều vào sự chuẩn bị. Trước hết phải nói rằng cái việc thực thi cái hiệp định CPTPP thì sẽ là một cơ hội lớn cho cái hàng nông sản của chúng ta thâm nhập vào thị trường của các nền kinh tế trong cái hiệp định thương mại tự do này. Và tôi nghĩ là và đồng thời thì nó cũng tạo nên một cái áp lực cạnh tranh đối với một số mặt hàng khác. Thì tôi nghĩ là một số như mặt hàng như là thủy sản, như là một số mặt hàng nông sản của chúng ta thì do những cái điều kiện đặc biệt về điều kiện thời tiết, về thổ nhưỡng và thậm chí cả năng suất lao động trong ngành này thì chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh. Đối với ngành dệt may Việt Nam thì chúng tôi cũng cho rằng là cái cơ hội mà từ CPTPP mang lại đó là cái việc mà sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là sang một số những cái thị trường mà hiện nay chúng ta cũng chưa có cái ký được cái FTA. Ví dụ như là Úc, ví dụ như là Canada, Mexico và Peru. Trước tiên khi mà Việt Nam tham gia CPTPP ấy, thì dĩ nhiên là khách hàng từ các nước phát triển muốn chuyển đơn hàng từ các nước mà không thuộc CPTPP sang Việt Nam. Chẳng hạn như tôi muốn chuyển đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam để được hưởng cái ưu đãi về thuế nhập khẩu hàng Việt Nam vào Úc chẳng hạn. Ví dụ như vậy, Nhật Bản cũng như vậy thôi. Thì tất cả các nước muốn chuyển đơn hàng sang cái nước thuộc trong cái khối được miễn giảm thuế. Việc thực hiện CPTPP cũng mang lại nhiều áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Do đó, theo các doanh nghiệp và chuyên gia, đây cũng là cơ hội và là động lực giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Khi cái sự minh bạch tăng lên và cái sự bình đẳng tăng lên và đặc biệt là cái sự cạnh tranh gay gắt hơn của các cái nhà đầu tư nước ngoài và của các cái doanh nghiệp nước ngoài trên thị trường Việt Nam thì sẽ là một cái động lực rất quan trọng để thúc đẩy nâng cao cái năng lực cạnh tranh của chính các doanh nghiệp Việt Nam. Khi thực hiện các cam kết trong CPTPP, Việt Nam cũng phải tuân thủ theo các nguyên tắc quốc tế và do đó đây là một động lực để cải cách thể chế, tạo môi trường kinh doanh minh bạch cho các doanh nghiệp. Cho đến thời điểm hiện nay thì chúng ta đã có rất nhiều các cái hiệp định thương mại tự do cũng như các cái hiệp định xúc tiến bảo hộ và thúc đẩy đầu tư với nhiều nền kinh tế trên thế giới. Nhưng mà CPTPP vẫn là cái đỉnh cao nhất của các cái thỏa thuận về đầu tư và thương mại với nước ngoài. Bởi vì ở đây là những cam kết mở cửa thị trường là lớn nhất và do vậy mà chúng ta có cái điều kiện để đẩy mạnh xuất khẩu. Và thứ hai là những cái chuẩn mực
của CPTPP cũng là cao nhất, và đó sẽ là cái động lực và là cái sức ép để thúc đẩy cải cách thể chế trong nước. Và với cái việc mở cửa được thị trường, với cái việc thúc đẩy cải cách mạnh mẽ cái thể chế trong nước để tạo nên cái môi trường kinh doanh nó thuận lợi, nó minh bạch, bình đẳng, thì đó là cái tác động lớn nhất đối với cộng đồng doanh nghiệp. CPTPP là làm cái chính phủ minh bạch hơn, đảm bảo hơn. Cái gì nó ngăn cản doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Việt Nam lớn lên, đó là chi phí giao dịch quá lớn, thời gian, công sức, tiền bạc, tham nhũng, quan liêu, chốt nát hoặc là giỏi nhưng mà được rồi. Thế thì cái này nó làm cho cái bầu không khí nó tốt hơn, và chi phí giao dịch giảm thì là một cái có thể nói là cái tác động lớn nhất đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các cái hiệp định thương mại trong đó có CPTPP là động lực cho việc cải cách ở trong nước. Cải cách này có thể là cải cách môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính vân vân. Nhưng rõ ràng trong mấy năm vừa qua, cái cảm nhận mà chúng tôi trực tiếp làm từ góc độ doanh nghiệp khi làm việc với các bộ ngành thì chúng tôi thấy rõ được cái cải cách đó, mà chúng tôi hoàn toàn là ghi nhận rằng các FTA có một cái động lực, một cái tác động rất là rõ rệt. Các chuyên gia cũng cho rằng việc ký kết triển khai thực hiện CPTPP sẽ tạo động lực cho nền kinh tế phát triển, củng cố nâng cao hình ảnh của Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế, đồng thời tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Thưa quý vị, bên cạnh những cơ hội được mở ra đối với các doanh nghiệp khi tham gia vào CPTPP, các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều thách thức. Thách thức lớn nhất cần phải vượt qua đó chính là chi phí giá thành. Giá hàng hóa của Việt Nam được đánh giá là khá cạnh tranh, tuy nhiên chi phí giá thành cao lại đang là thách thức lớn nhất của các doanh nghiệp. Cái lý nhất của chúng tôi là phải giải quyết được một lúc hai vấn đề. Một là làm sao giá thành được giảm, nhưng bây giờ giá thành cao thì chúng tôi hiểu. Tất nhiên là ta biết là tại sao giá thành nó cao, rồi sản xuất manh mún quá. Các anh biết là bây giờ những ngành chăn nuôi giờ là 70% cái đầu con là do chân nuôi trong hộ làm việc, trong nó sản phẩm ra nó 40%. Hiện tại bây giờ ta đang có 12 triệu hộ chăn nuôi hoạt động liên quan đến ngành chăn nuôi. Năng suất lao động hiện nay của Việt Nam vẫn thấp, thì Việt Nam cần phải cải thiện để góp phần giảm giá thành sản phẩm hơn nữa. Cái giá thành sản phẩm của chúng ta hiện nay, khi chúng tôi so sánh với các nước mà cạnh tranh như là Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia hay là Ecuador trong cùng một tương lai, tương quan mặt hàng, thì bối cảnh hiện nay của chúng ta, giá thành vẫn đang là một cái điểm mà chưa phải lợi thế của Việt Nam. Năng suất lao động hiện nay của Việt Nam vẫn thấp, thì Việt Nam cần phải cải thiện để góp phần giảm giá thành sản phẩm hơn nữa. Bên cạnh đó, vấn đề thương hiệu, việc xuất khẩu thô hay làm gia công cho nước ngoài cũng đang khiến cho năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp khá hạn chế. Bộ Công Thương cũng nhận định, từ thực tiễn hội nhập những năm trước đây, nếu Việt Nam tận dụng tốt cơ hội khai thác thị trường, thực thi cam kết hội nhập gắn với nền kinh tế một cách chủ động, tác động tiêu cực sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, nếu không chủ động mà thụ động, thậm chí lơ là, không quan tâm đến thực thi cam kết trong hội nhập, tất yếu sẽ phải trả giá. Cho đến nay, nhiều doanh nghiệp vẫn còn khá mơ hồ về các cam kết trong TPCPP. Vậy các doanh nghiệp đã sẵn sàng cho những cơ hội và thách thức từ hiệp định này? Mời quý vị tiếp tục chương trình với những ghi nhận sau. Doanh nghiệp thủy sản đã hội nhập cũng khá lâu, cho nên rằng đối với bối cảnh hiện nay, họ luôn luôn làm sao để năng lực cạnh tranh tăng thêm thì họ không sợ. Họ không sợ những cái chuyện mà cái khó khăn, bởi vì họ đã có sẵn một cái gì ạ? Một cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm về này. Họ chỉ ngại nhất là gì ạ? Ngại nhất là những cái cải cách ở trong nước mà không kịp với những cái chuẩn quy của nước ngoài, mà cụ thể họ là những đối tác cạnh tranh. Trong khối CPTPP thì cho đến nay thì cái xuất khẩu chúng ta vào cái khối này thì cũng chủ yếu là xuất khẩu sang Nhật Bản là chính, chứ còn sang các nước khác thì cũng chưa được nhiều. Ví dụ như Úc thì chúng ta mới xuất khẩu khoảng độ mỗi năm khoảng trên 200 triệu đô, cái đấy là con số khá khiêm tốn. Cho nên chính vì vậy mà với cái mục tiêu phát triển trong cái thời gian tới để đạt được cái mức tăng trưởng khoảng độ trên dưới 10% một năm thì theo chúng tôi thì ngành dệt may Việt Nam phải tập trung vào khai thác tốt các thị trường trong cái khối CPTPP. Các cái ưu đãi về thuế quan
do các cái hiệp định thương mại đã mở ra cho nền kinh tế Việt Nam thì chúng ta chỉ tận dụng được khoảng 3-40%, có nghĩa là chúng ta đã bỏ lỡ 6-70% những cái ưu đãi thuế quan để đẩy mạnh xuất khẩu. Thế cho nên cái việc nghiên cứu và tranh thủ để thúc đẩy xuất khẩu, tận dụng cái ưu đãi thuế quan, đấy là cái việc rất là quan trọng đối với doanh nghiệp. Trước đây doanh nghiệp Việt Nam chỉ thực thi những cái FTA phạm vi hẹp, bây giờ TPP nó sẽ rộng hơn rất là nhiều. Thế cho nên là lưu ý đầu tiên là phải giúp cho doanh nghiệp hiểu được cái nội dung cơ bản. Tất nhiên không hiểu hết đâu, cơ bản của cái hiệp định là như thế nào. Đấy là cái điều quan trọng nhất là như vậy. Cái thứ hai là phải tìm hiểu, không phải riêng cái tuy nhiên phải hiểu cái chính sách thương mại quốc tế, nó thay đổi từ ngày đến giờ, các chủ doanh nghiệp phải hiểu được đó. Cái thứ ba mà chúng tôi quan ngại nhất là nâng cao cái trình độ ngoại ngữ. Đừng chờ cho hiệp định đi vào thực thi mới bắt đầu được. CPTPP chưa phải là cái hiệp định hoàn hảo nhất, mặc dù là chất lượng cao nhất từ trước đến nay. Rất nhiều vấn đề CPTPP chưa đạt được hoặc chưa làm gì. Đừng chỉ nghĩ là mở cửa và tiếp cận thị trường là chỉ là xuất nhập khẩu, mà CPTPP là hội nhập mở cửa Việt Nam, mở ra những chân trời với rất nhiều trò chơi kiếm tiền khác nhau. Có một cái điều mà các doanh nghiệp rất cần lưu ý là ưu đãi thuế quan và việc giảm thuế nó chỉ là một cái điều kiện cần để các cái doanh nghiệp Việt Nam mở cửa cái xuất khẩu, thúc đẩy xuất khẩu. Nhưng cái điều quan trọng hơn là các cái doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao được năng lực cạnh tranh của chính sản phẩm dịch vụ của mình và phải vượt qua được các cái rào cản kỹ thuật. Khi thuế quan giảm xuống thì cũng đồng nghĩa với việc là các nền kinh tế thường dựng nên những cái rào cản về kỹ thuật, về vệ sinh an toàn thực phẩm. Mà vượt qua được những cái điều kiện đó là không dễ dàng đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Cho nên các doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao năng lực cạnh tranh và đặc biệt là phải đáp ứng được các cái tiêu chuẩn về kỹ thuật và vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái tâm thế thứ nhất là người Việt Nam khi làm việc với người nước ngoài phải có một phương pháp làm việc rất là hội nhập, rất là quốc tế. Đầu tiên là năng khả năng về tiếng Anh giao dịch, cái thứ hai là khả năng về thương mại, cả cái điều khoản thương mại, tất cả những cái thủ thuật thương mại, tất cả những cái luật về thương mại cần phải tuân thủ. Nghĩa là khi nói chuyện với doanh nghiệp của quốc tế và các nước phát triển thì phải có một cái phương pháp làm việc cho nó phù hợp. Cái đó chỉ có thể làm việc nhiều mình mới học được. Còn bây giờ nếu như mình làm việc nội địa, các doanh nghiệp nhỏ với nhau làm việc thì nhiều khi trao đổi, người ta nói một đường thì mình hiểu một đường. Cho nên là cái đó phải làm việc nhiều thì mới hiểu được và phải tham gia nhiều cái hội chợ của quốc tế, phải tham gia nhiều hội nhập nữa thì lúc mới hiểu được. CPTPP chỉ là một cái phần tăng thêm tương đối nhỏ trong so với lịch sử chiều dài 23 năm của nền kinh tế quốc tế. Có những vấn đề mà chúng ta đã nói 23 năm nay rồi, mở cửa thị trường chăn nuôi hay là mở cửa thị trường đường chẳng hạn. 23 năm nay chúng ta trao đổi rồi, nên nó không còn là vấn đề mới nữa. Thì chúng ta đừng nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, để rồi từ đó chúng ta nói rằng là chúng tôi lo lắng lắm. Chúng ta như là một đội thuyền thúng từ nay đi ra biển khơi chẳng hạn, là chúng ta là những con cú hoa mà không hiểu gì về những cái quy định này. Hai nữa là chúng ta từ nay là những con nai lạc vào trong cái bầy thú sữa đầu tư nước ngoài, nó sẽ sâu xé chúng ta. Chúng tôi chỉ không phải không có con nai nào xuất khẩu 214 tỷ USD một năm. Cho nên tôi xin nhắc lại, chúng ta không phải những con nai. Nếu như chúng ta nghĩ mình là những con nai thì chúng ta sẽ thua thôi. Chương trình cũng xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.